Trung Quốc luôn. Chào bạn ơi, hiện tại thì mình cùng anh em Mao Cao và Mao Đệ đi vào Bách Hóa Đại Lầu. Bé quá nhỉ. Ý, ấy chó đẹp chưa? Ui chó đẹp chưa này? Ui ôi, chó đẹp chưa? Ui chó trắng con nhỏ. Nhìn cao. Hello, chào mọi người nhé. Hiện tại mình đang có mặt bên Trung Quốc. Mình cùng hôm nay có mặt ở đây thì có trai Lào Cai và anh em Tam Bao TV lên. Thì hôm nay trai Lào Cai sẽ dẫn anh em mình đi vào đây là Bách Hóa Đại Lầu, nhưng mà nửa Anh nửa tiếng Trung mình cũng không dịch được. Rồi bây giờ anh em mình đi nhé. Bây giờ mời mọi người vào theo chân anh em mình. Ngay xong để vào thăm. Cái này là cổ giả nhá. Cái này cổ giả không mà. Đây mọi người ơi, đây là đường trên này. Đường ở trên. Cái trên này đường nhá mọi người nhá. Mặt đường. Mà ở dưới này đây. Mình đang đi đang cuốn xuống vậy. 13 tệ nhân với 3.5. 45.000. 45.000. Ố. 45.000 cái chai này. Bên Việt Nam có 20.000 không ạ? Hay là 30.000 thôi? Thế á? Ờ. Chai bên dưới mà. Việt Nam mình á 20.000. Ờ chai Coca này rẻ mà. Bên này đắt hơn. Đây 2 lít mọi người nhá. Nhưng mà có thể bên này nó giá ấy. Là 12.90. Đây mình nhân lại cho mọi người xem nha. Đây là 12.790 đi. Đây nha. Nhưng mà chai rượu này nó làm gì phải 15.000 hơn chứ phải không? Ờ 15 tệ. 45.000 cái chai. 15 tệ là bao nhiêu tiền? Còn đắt hơn cả bên Việt Nam là 35.000 mới 5 tệ. Cái này còn đắt hơn cả Việt Nam. Ờ đấy đúng rồi, sao ông kia vừa nãy bảo. Ờ 15 bao nhiêu tiền? 15 tệ. Chưa thanh toán. Thế á? Say xong mới đi thanh toán. Dùng xong. Cái này mọi người bóc ra, mọi người không phải lấy. Ờ không sao. Mình xác định lấy thì mình thử luôn. Ờ. Chưa, vẫn còn một lớp nữa. Đúng sở trường rồi. Thơm thơm có ngọt ngào không anh? Mua pháo đốt chưa các bạn? Chưa. Đúng rồi. Các bạn vẫn đang ghê ghê sợ người ta. Vẫn phải mua thanh toán nhé. Sợ người ta ra người ta nói chứ. Mình phải cầm cái này để thanh toán anh ạ. Cầm cái mã này không? Không sai. Người yêu bao nhiêu độ? Người yêu bao nhiêu độ? À, được rồi. Người yêu đã. Như gái 18. Người yêu thơm cực. Làm ngụm trước nào. Mùi giống. Chết rồi. Để anh tiết. Đâu, để cho anh Mao Cao tiết nha. Đây này. Tí nhá. Nó có mã quét đây này. Mạnh dạn lên anh ơi. Mình cầm cái này ra mình quét vào lên luôn. Ừ. Nó thơm, nó không phải là thơm chua kiểu mùi giống. Đây đây, em đi vào mà ảnh em quay từ đâu để em. Khui hàng phải thử trước. Mời mọi người nhá. Nó sẽ rượu bên Trung Quốc luôn. Ủa, rực nó bi ấy. Cháy luôn, cháy luôn. Thôi em miếng. Đấy. Ừ thì cứ mạnh mẽ hết một năm đấy không say đâu. Nó rực người luôn, nó vào đến đây biết luôn nhá, mà nó thơm. Anh Khạc, Khạc có lửa rồi. Em Khạc. Cái này mà kiểu châm vào lửa đây hơn là khó. Cầm một tay cầm em. Thơm nhỉ? Rồi anh Long thử luôn đi. Ngon quá. Anh em thử luôn đi. Không đồng đâu, uống mùi chua chua giống như kiểu mùi mơ nhỉ. 53 độ ấy mọi người ạ. Cả một năm rồi đừng có nhấp nhấp. 53 độ đấy. 43 là 3 đã tới. Ôi anh đừng có uống được nhiều đấy đâu. Anh nhấp một tí một thôi. Cả luôn đi mới ngon. Phải, đi. Thơm nhỉ? Không trả lời được gì luôn. Không nói được gì luôn. Mùi kiểu mùi mơ. Nặng nhỉ? Ngon nào. Cháy chưa? Anh Long thử luôn. Cháy luôn. Chạy đến đâu thì biết đến. Siêu thị này gần như kiểu bán cho người Việt Nam sao? Toàn những người Việt Nam vào mua. Việt Nam nhiều. Ờ đúng rồi. Tại anh thấy toàn người vào tiếng Việt vào đây. Trong TV này. Mình cứ tưởng cái kính. Ô được. Đang tưởng kính. Kính ở ngoài này. Anh có được ăn thử không anh ơi? Cho mọi người ăn thử cái. Cái này cả hai miếng ăn người có 3 đồng đó anh nhìn là 10.000 nhá. Rẻ. Cây này nó ăn ngon luôn rồi. Rất là rẻ luôn. Bánh quất xúc xích. Đồ lên đấy. Không có nghĩa là để đồ lên đấy nhưng mà phải gọi, có nghĩa là phải gọi tàu hay là để cho người ta mở. Chứ mình không thể nào tự mở như Việt Nam mình cả. Đấy nếu mà mình mở lấy đồ mình quét mã ở đây. Ờ. Mở ra. Anh đã hiểu, anh sẽ quay rồi. Công nghệ
cào thì thôi. Mua cái này về cất vợ được đấy nhở? Đúng rồi. Đợt ngày trước nó gym này, win này. Kiểu dân thôi họ đông mà. Họ làm, họ lấy bán kiểu đánh đố. Sang sang rồi. Mấy em chưa nhìn thấy cả đâu. Đây gần giống ăn rút cái đề đấy. Quả hoa kỷ. Quy đây. Quả này gần giống quả hoa kỷ có lông lông ở trong rừng. Quy đây hơi lắm lông. Nó chín quá sao. Thử ăn thử tí các bạn. Quay đi ăn chi. Cầm máy không? Cô các bạn ơi, ăn thử tí kim quy bên trước. Mời các bạn nhé. Ngọt. Thơm. Đáng ngon các bạn. Của mình tối ít tèn tèn. Ít tèn tèn. Wow, biết nói một đi thôi. Chính nhìn长得帅我都已经叫什么 叫猕猴桃，猕猴桃，什么猕猴桃？这个，坏了，那是整鸡的了，坏了，叫什么？哎，坏了，不能吃了，丢了，不行，哎，能丢就行，这里没坏。hình như quả nào chín sao nhỉ? Ông sâu quả nào bỏ luôn. Quả này bị sâu ấy. Sâu. Mấy quả này bị sâu trên đường đi thứ gì ta? Cái bát này mới. Ngồi rồi. Giao tôi giải. Quả bơ rác kia ông kia bóc quả chuối một con này cho một con này cho ai ăn nhỉ? Tay bơ rác kia. Nhìn tôi để tua ngược lại. Sư phụ khoa. Họ. Đây này. Đóng你们那个负责过来可以管几天哦？十块，你的人民币挺多啊。还有钱的人。二三十五块，十五块，四，好吧，十啊四。你们是经常过来吗？是那么远，从安徽的东北过来。每天过来。我是我在我们那边我是贵州的，贵州知道吧？对，是的。我是包装蔬菜的，但是你们那边那个，比如说那个微信，不会用，可以微信沟通一下。我是包装蔬菜的，到时候加个微信，给bạn WeChat了。如果说有钱赚的话，可以发到你们那边了。咋做？我接。对呀。哎，给他嘛，九十。他没给到，给他给板呗。Tối thông điệp. Đâu các bạn ơi, hiện tại thì bây giờ đi chơi siêu thị xong thì bây giờ cũng đã 12:20 rồi. Thì bây giờ đi ăn quán đồ nướng ở bên Trung Quốc một tí các bạn ạ. Khói, ngút, đông. Đa phần là người dân du lịch từ Việt Nam sang các bạn ạ. Chứ... Công an à? Kiểu công an. À đúng rồi. À, có hỏi ra ngồi ở vỉa hè giống kiểu quán mấy quán bún đậu bên vỉa hè Việt Nam ấy, ngồi ra ngoài ngồi, nhưng mà người ta không cho được, nhưng mà không cho ra ngoài này được, bởi vì bên Trung Quốc có cái đội đi tuần, có gần như kiểu công an Việt Nam bên phường biết thử không nhỉ? Em là cắt tiệm bao đài đây. Ôm rót đầy lên. Thôi em quay lên lên thế nào luôn. Giúp môi thử. Quay ngang bánh được mà. Tắt đi. Lấy dịch đóng này. Tất cả rượu nhá. Món măng. Đây mà. À, rượu đây nha. À, đậu phụ thối này anh ơi. Ôi có đậu phụ thối rồi. Thử một miếng. Biết là có đây là đậu phụ thối luôn. Ngon giòn không? Ngoài cay à? Giòn. Không. Thơm thơm đấy. Nó giòn lắm rồi. Khá là ok. Đây là cây măng của Trung Quốc. Măng muối. Anh thử nhá. Anh đang thử đấy. Nào, anh em rô cái đi. Em... hết nhá. Hết đây. Ui, hết chỗ này là đi sơn làm gì nhỉ? Tết luôn. Chúc sức khỏe anh em nhá. Thơm cực luôn. Bột lắm. Đúng kiểu đúng. Đây. Đây.
đây là trứng chim cút các bạn, linh Trung Quốc này. Bây giờ mình bóc thử cho Mao Đệ ăn thử xem phát biểu cảm nghĩ bên trứng chim cút bên Trung Quốc thế nào. Ngon. Ngon. Đây là làm từ một quả nhá. À cái này chưa, cái này chưa bóc. Để mau được. Đúng rồi, cái này người ta tẩm gia vị sẵn rồi các bạn. Bây giờ chỉ bóc ra là chín. Đây là hôm nay anh em ăn đồ nướng rồi. Đó, ăn uống ở nhà đấy, ăn đồ nướng được trải nghiệm hết rồi. Giờ đưa anh em ăn. Đây là trứng cút mình vừa chặt giờ đấy. Mấy cái món mà mấy anh em ở bên nhà. Tamagami không ăn, chưa được trải nghiệm gì. Bóc thử quả cho chai là ngay. Bắt đầu. Vừa đi ở dưới siêu thị dưới chỗ lòng đất mua các bạn. Bây giờ bóc cho một bạn nhé. Chai là cay. Lấy. Thử quả nè. Cút tàu. Cút tàu. Cút đều cậu. Cút tàu. Có thể đổ vào đây ăn xong dần. Đây là cái gì lợn nữa?